Em xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay em giới thiệu đến các bác bộ bánh Gamba Glolo Perry Cord khối lỗ lít 8 nhé. Bây giờ em quay chi tiết cho các bác. Đây, thứ nhất là cặp bánh Gamba Glolo Omega 19 này. Căm níp 8 cam 3, răng còn rất mới, răng còn rất mới. Ba mươi sáu căm nha các bác nhé. Đây bác xem cái đùm của nó, đùm sau còn rất mới tì rồi. Mặt trong của líp đây, cái này nó dùng cặp vỏ Victoria nhé, made in Thái Lan à, nhưng mà sản xuất cho thị trường Italia nhé. Cặp vỏ này vẫn xài đẹp nha, vẫn còn đẹp lắm. Made in Thái Lan này, sản xuất cho thị trường Italia nha. Phần ngoài này thì nó có gọi là cái phần sơn, cái là hàng xài rồi cho nên là nó đen cái vết người ta thắng, người ta phanh á, nó bị chảy sơn ở cái phần đấy thôi, còn đâu những cái phần khác thì không có, còn rất đẹp. Căm này là căm của thụy sĩ nha, căm Swiss. Còn đây là cái liềm trước của nó đây, về phần liềm trước thì nó cũng vậy, nó cũng còn rất mới. Đùm còn sáng lắm. Omega đây 19. Cái gì của nó đây, còn rất đẹp nha. Vỏ trước cũng giống vỏ sau thôi. 700 x 23. Bác nào mà đang cần một cặp bánh, cặp vành để lên xe cho nó hợp với cái xe của mình thì liên hệ với em theo số điện thoại 0918409990 nhé. Và cặp này em đang bán full như này, full hết như này, cả líp, cả hai cái ti này, cả vỏ, cả ruột. Giá là 9 triệu rưỡi nha các bác nha. 9 triệu rưỡi cho một cặp bánh Gamba Glolo đùm Super Record nhé. Ti này là ti Super Record rồi. Nít 8 còn rất đẹp, nít 8 còn rất đẹp nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh nhé, nhớ đăng ký kênh YouTube của em để khi có xe em đăng lên hoặc là phụ tùng thì em đăng lên thì YouTube họ sẽ thông báo cho các bác nhé. Bây giờ em xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác.